xin mến chào quý vị và các bạn yêu mến du lịch khắp nơi trên mọi miền tổ quốc. Ở video này, kênh xin chia sẻ với quý vị và các bạn về những kinh nghiệm trong quá trình xử lý khi tham gia giao thông. Để biết được những kinh nghiệm trong quá trình xử lý khi tham gia giao thông như thế nào, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi hết ở trong video dưới đây nhé. Xin thưa với quý vị và các bạn, thứ nhất là nhanh một giây thì chậm cả đời. Khi lái xe chúng ta không nên vội vàng hấp tấp, dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bí quyết thứ hai đó là quan sát xa, xử lý sớm. Xin thưa với các bạn, có tầm nhìn xa và định hướng phán đoán các tình huống phía trước để chúng ta có thể chủ động xử lý một cách kịp thời. Bí quyết thứ ba đó là ba xanh thì bỏ, ba đỏ thì đi. Khi chúng ta tham gia giao thông, khi gặp còn 3 dây xanh thì chúng ta nên chủ động dừng lại. Khi còn 3 dây đỏ thì chuẩn bị vào số, quan sát để khởi hành. Bí quyết thứ tư đó là mưa tránh trắng, nắng tránh đen. Khi trời mưa thì không nên đi vào ô trắng, còn khi trời nắng thì nên tránh ô đen, có thể là ổ gà hoặc hố sâu. Bí quyết thứ năm đó là đi nhanh phanh trước côn sau, đi chậm côn trước phanh sau an toàn. Đây là một kỹ năng kết hợp phanh côn nhịp nhàng và an toàn đó các bạn ạ. Bí quyết thứ 6 đó là bỏ ga qua thắng, tạo thói quen khi giảm ga thì chuyển ngay sang chân phanh để có thể xử lý tốt các tình huống trong quá trình tham gia giao thông. Bí quyết thứ 7 đó là tiến bám lưng, lùi bám bụng. Đây là kinh nghiệm đánh lái những đoạn đường quanh co góc hẹp. Bí quyết thứ 8 đó là côn ra, ga vào, phanh tay thả. Đây là những thao tác cần thiết khi khởi hành xe số đó các bạn nhé. Bí quyết thứ 9 đó là tránh voi trả xấu mặt nào. Khi chúng ta lưu thông trên đường, tránh bon chen, không nên ganh đua với những xe khác cùng lưu thông trên đường, đặc biệt là các xe lớn siêu cường, siêu tải trọng nhé các bạn. Cuối cùng chúc các bác tài luôn vững vàng tay lái, vạn dặm bình an. Như vậy trên đây kênh vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về những bí quyết cực kỳ đơn giản và hiệu quả, để các bác tài chúng ta cũng có thể vào tham khảo nhé. Video của kênh hôm nay xin chia sẻ đến đây là hết. Nếu thấy video hay hữu ích, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông ủng hộ kênh. Xin trân trọng cảm ơn.